Thực hư mưa nhân tạo gây lũ lụt lịch sử ở Dubai. Theo đó, mưa lớn ngày 16 tháng 4 làm ngập lụt nhiều khu vực ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, biến đường phố thành sông và khiến sân bay đông đúc thứ hai thế giới phải đóng cửa một thời gian. Lũ lụt đặt ra một câu hỏi, thảm họa này có phải do chương trình mưa nhân tạo của UAE gây ra hay không? CNN cho hay, các quan chức tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia UAE đã khẳng định mưa lớn dẫn tới lũ lụt không phải do chương trình mưa nhân tạo gây ra. Hãng tin này lưu ý, kể cả khi chương trình mưa nhân tạo cho máy bay di chuyển trên bầu trời dẫn tới bão, thì những nỗ lực đó cũng khó có thể tạo ra nhiều mưa hơn lượng mưa rơi tự nhiên. CNN cũng chỉ ra, trận mưa lớn gây lũ lụt chưa từng có ở UAE cũng như Oman và Iran không phải tự nhiên xuất hiện. Mưa lớn cũng không chỉ ảnh hưởng tới các khu vực liên quan tới hoạt động tạo mưa. Lượng mưa xối xả này là do một cơn bão lớn di chuyển chậm quét qua bán đảo Ả Rập và tiến vào vịnh Oman trong nhiều ngày. Cơn bão này mang theo hơi ẩm nhiệt đới sôi rào từ khu vực gần xích đạo và xả lượng hơi ẩm đó xuống khu vực này như vòi cứu hỏa phun nước. Các chuyên gia thời tiết nhấn mạnh, bất kể chương trình gây mưa nhân tạo có được triển khai hay không, cơn bão này vẫn là một phần của hiện tượng cực đoan đã xuất hiện trong các mô hình dự báo thời tiết trước đó nhiều ngày. Dự báo, những đợt mưa xối xả như ở Dubai sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi bầu khí quyển tiếp tục nóng lên, hấp thụ nhiều hơi ẩm hơn và tạo thành mưa lũ. Cùng lý giải về đợt lũ lịch sử ở UAE, Oman, Reuters cho hay, cơ quan khí tượng UAE đã xác nhận không có bất kỳ hoạt động tạo mưa nào được thực hiện trước khi bão đổ bộ.